Hà Nội ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp 3 lần. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đang tiếp tục tăng, hiện tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê của CDC, trong tuần trước, Hà Nội ghi nhận hơn 300 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 22 ổ dịch mới. Cộng dồn từ đầu năm 2022, Hà Nội ghi nhận 1.342 ca mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong, số mắc tăng gấp 3 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2021. Các chuyên gia đánh giá đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết trong năm và dự báo là số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đặc biệt, vừa qua, kết quả giám sát của Hà Nội cho thấy nhiều điểm trên địa bàn có chỉ số muỗi, bọ gậy cao, vượt ngưỡng. Nguy cơ dịch sốt xuất huyết lan động rất lớn nếu như không có các biện pháp phòng chống. Đáng chú ý là gần đây cùng với tăng số ca mắc, các cơ sở y tế cũng đã ghi nhận nhiều ca biến chứng nặng, thậm chí là nguy kịch do sốt xuất huyết. Tiến sĩ bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khuyến cáo, miền Bắc đang trong giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết, nhất là thời tiết mưa nhiều, muỗi truyền bệnh phát triển, số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng nhanh. Mỗi người dân cần cảnh giác phòng bệnh, nhất là khi bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bác sĩ cũng khuyến cáo trong bối cảnh dịch như hiện nay, thì nhiều người có thể nhầm lẫn giữa cúm và sốt xuất huyết hay là sốt xuất huyết với COVID-19 mà chủ quan với các biến chứng của sốt xuất huyết. Vì vậy, nếu người dân khi có bất kỳ triệu chứng nào như là sốt, ho, đau mỏi người thì nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán để nếu như mắc sốt xuất huyết thì bác sĩ sẽ có một phương án theo dõi và điều trị kịp thời. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.